Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vụ tai nạn giữa 4 xe khách giường nằm xảy ra tại tỉnh Bình Thuận khiến nhiều người bị thương, khoảng 100 hành khách hoảng loạn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0864 3 số cuối 421. Tình trạng người dân thả bò đi sông gây nguy hiểm giao thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng Nha Trang lại tái diễn. Dù nhiều lần cơ quan chức năng ra quân xử lý, phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Bề mặt quốc lộ 1A đoạn qua các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp khá nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo có số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Tìm hiểu về quy trình sản xuất mắm cáy, đặc sản của Nam Định qua chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Mùa nước nổi, người dân An Giang tổ chức đua thuyền ba lá trên những cánh đồng mênh mông nước. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Thưa quý vị, vào khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 10 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe khách giường nằm. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 77F00348 lưu thông hướng Nam Bắc. Khi xe này di chuyển đến địa điểm trên thì bất ngờ chạy lấn qua phần đường ngược lại. Đúng lúc này, bên phần đường hướng Bắc Nam, 3 xe khách giường nằm biển kiểm soát 51B11631, 74B00666 và 50F02954 đang chạy tới, dẫn đến 4 xe khách này va chạm liên hoàn với nhau. Tại hiện trường, 4 xe khách bị hư hỏng nặng. Trong đó, xe khách biển kiểm soát 77F00348 và xe 74B00666 phần đầu xe bị biến dạng. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên 4 xe khách giường nằm có khoảng 100 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến 3 hành khách bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều hành khách bị thương nhẹ được đưa đi chữa trị tại trạm y tế địa phương. Hiện ngành chức năng địa phương đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, tình trạng người dân thả bò đi sông gây nguy hiểm giao thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng. Dù đã được ngành chức năng thành phố Nha Trang nghiêm cấm và xử phạt, tuy nhiên, đến nay thì vẫn luôn tái diễn vụ việc này. Hàng ngày vẫn xuất hiện nhiều đàn bò đi nghênh ngang, cản trở các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Ghi nhận trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng đoạn từ Thắng Cảnh Bãi Tiên ra ngã ba quốc lộ 1A, một đàn bò thả rông không ai chăn dắt đi nghênh ngang trên đường khiến các loại phương tiện đang lưu thông phải khó khăn né tránh. Người đi xe máy phải luồn lách để vượt qua. Nhiều xe ô tô phải phanh gấp khi bị bò vây quanh trước đầu xe. Con đi ngang, con đi dọc suýt lao vào xe, khiến ô tô phải chạy rất chậm, chờ đàn bò đi qua hết mới dám chạy tiếp. Việc người dân thả bò tự đi rông để tìm thức ăn vẫn xảy ra thường xuyên trên tuyến đường này, gây khó khăn và nguy hiểm đến các phương tiện đang lưu thông. Hình ảnh không đẹp trên đã làm xấu đi cảnh quan tuyến đường du lịch của thành phố biển Nha Trang. Còn tại Hà Tĩnh, bề mặt quốc lộ 1A đoạn qua các địa phương của tỉnh này bị hư hỏng xuống cấp khá nghiêm trọng và diễn ra trong thời gian dài. Nhưng việc sửa chữa khắc phục lại chậm trễ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều năm trở lại đây, tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 1A qua nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên bị hư hỏng, bong chóc, hằn lún vệt bánh xe, gây mất an toàn giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ sự di chuyển của các phương tiện và ảnh hưởng thời tiết. Đặc biệt, sau các trận mưa lớn thì bề mặt quốc lộ 1 xuống cấp càng nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị hư hỏng, nứt vỡ kết cấu, ổ gà ổ voi, tạo nên những rãnh khá sâu. Bên cạnh tình trạng mặt đường bị hư hỏng thì hiện nay, một số cây cầu trên tuyến quốc lộ 1A cũng đã xuống cấp, mặt cầu gồ ghề. Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong chóc nhiều vị trí. Ngoài những yếu tố khách quan, thì thời gian qua các đơn vị liên quan chưa quan tâm đúng mức tới việc khắc phục triệt để các điểm hư hỏng, bong chóc
trên tuyến quản lý. Đề nghị các ngành liên quan sớm có giải pháp khắc phục sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong các loại tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm có nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm hình sự và gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Thời gian qua, thì các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã tăng cường các biện pháp đấu tranh kiên quyết với tệ nạn mại dâm, trong đó đã triệt xóa nhiều ổ mại dâm hoạt động phức tạp và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quy Nhơn đã triệt xóa thành công đường dây môi giới và chứa mại dâm do Đặng Đường Thảo 55 tuổi và Nguyễn Thị Sao Mai 42 tuổi cùng trú tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn cầm đầu, chuyên cung cấp gái bán dâm cho các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với Thảo và Mai. Nhiều người khách hỏi có nhu cầu em hút không thì em mới bảo là cũng có. Thì nhiều người hỏi là đi chơi thì hồi trước là nói chung là đi cái 250 rồi là lên 300, thì nói chung là thì khách nào đưa được 300 thì mình lấy 300, thì tụi nó về đóng tiền bàn thêm thì 70. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quy Nhơn cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thìn 34 tuổi, trú tại tỉnh Phú Yên và Hoàng Thị Tế 30 tuổi, trú tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi chứa chấp mại dâm. Theo điều tra, Thìn và Tế cùng thuê lại một khách sạn ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn để kinh doanh lưu trú và chứa chấp hoạt động mại dâm. Ngoài ra, Tế còn liên hệ với một trang web môi giới mại dâm trên mạng và đặt vấn đề ăn chia lợi nhuận tiền mua bán dâm khi giới thiệu khách đến nhà nghỉ của mình. Cả đều qua mạng, khách đến đều liên lạc qua mạng. Khi khách đến lấy phòng thì nhắn tin qua bên mạng, rồi bọn tôi mới cho gái lên. Để đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn mại dâm, lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực phòng chống mại dâm cho mọi người dân, nhất là chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về công tác phòng chống các tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng. Lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố sẽ có các biện pháp nắm chắc tình hình, quán xuyến địa bàn cũng như là nắm chắc các đối tượng hoạt động nghi vấn hoạt động mại dâm để có biện pháp phòng ngừa, tiếp tục xử lý, đưa ra xét xử các đối tượng phạm tội chứa mại dâm và môi giới mại dâm để phục vụ răn đe phòng ngừa chung, đồng thời qua đó sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm cuối năm 2022. Để làm tốt công tác phòng chống mại dâm thì mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống tệ nạn mại dâm, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, mắm cáy là loại mắm chỉ nổi tiếng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy chỉ là một món ăn dân dã nhưng lại không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người dân một số tỉnh phía Bắc. Mắm cáy hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, và nếu ai đã từng nếm thử một lần thì đều khó mà có thể quên được. Làm mắm cáy cũng như là các loại mắm khác phải có tay nghề thì mắm mới ngon và không bị hư. Thêm vào đó thì cách làm mắm cáy sao cho ngon đậm đà mà không bị mùi không phải là ai cũng biết. Hãy đến với hộ sản xuất mắm cáy của anh Trần Văn Phúc ở thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để cùng tìm hiểu. Mắm cáy là loại mắm được chế biến từ con cáy. Con cáy có hình dáng khá giống với con cua, nhưng kích thước nhỏ hơn. Loài này sống chủ yếu ở những vùng ven sông và ăn những sinh vật phù du. Cáy có nhiều loại như cáy đỏ, cáy đen, cáy nâu. Cứ đến mùa sinh trưởng, khi mà thời tiết trở nên nắng nóng gay gắt, chúng sẽ bò lên khỏi hang càng nhiều. Người dân nhân cơ hội này để bắt cáy. Trong đó cáy đỏ dùng làm mắm là ngon nhất. Cách làm mắm cáy khá công phu mới cho ra lò. Những phần mắm với hương vị thơm nồng chuẩn vị. Để làm loại mắm này cần chuẩn bị đủ nguyên liệu và thực hiện đúng quy trình. Có như vậy mắm mới thơm, không bị hỏng và để được lâu. Cáy mua về rửa thật sạch, có thể rửa qua nước muối pha loãng rồi rửa lại nhiều lần bằng nước đến khi nào nước không còn đục. Lấy bỏ vỏ mai đi. Cáy sau khi đã làm sạch sẽ, chia chúng thành nhiều phần nhỏ, lần lượt cho từng phần vào máy xay sinh tố, cũng như muối theo tỷ lệ 3 cáy, 1 muối, rồi xay nhuyễn. Cứ xay từ từ cho hết số nguyên liệu đã chuẩn bị. Cáy muốn xay nhuyễn phải cho thêm muối, đổ cáy đã xay vào chum. Sau đó cho tiếp thêm thính gạo rang, tiếp tục khuấy đều hỗn hợp. Dùng một khăn bông sạch hoặc màng ni lông phủ kín miệng hũ, dùng dây thun cố định lại rồi mang đi phơi nắng đến ngày thứ 3, thì đổ rượu hoặc bia vào. Rượu sẽ làm cho mắm lên men tốt hơn, đồng thời cũng giúp cáy lên màu rất đẹp, quan trọng cũng đảm bảo an toàn hơn cho đường ruột khi ăn. Nhờ vị ngọt đặc trưng nên cáy thường dùng để nấu canh. Canh cáy không tanh và nồng như cua,
và có mùi thơm mát lành. Ngoài ra, nhiều người còn lọc phần chân và thân của con cáy để làm mắm. Mắm cáy có hương vị đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Mắm này có thể dùng để chấm rau, chấm thịt luộc, thậm chí nhiều người còn dưới để ăn cùng với cơm trắng. Hiện cả huyện Trực Ninh có 10 sản phẩm của 5 cơ sở sản xuất tham gia đánh giá, phân hạng. Trong đó, riêng hộ kinh doanh của anh Trần Văn Phúc ở thị trấn Ninh Cường có 2 sản phẩm gồm nước mắm Ninh Cường và mắm cáy đặc Ninh Cường. Mỗi năm, anh xuất bán gần 5 tấn mắm cáy. Thưa quý vị, chiếc xuồng ba lá là hình ảnh rất là gần gũi, vô cùng quen thuộc, gắn liền với cuộc sống của người dân Nam Bộ, An Giang, một nước nổi lại về. Hình ảnh đua xuồng trên những cánh đồng là hoạt động thể thao vô cùng hấp dẫn, không thể thiếu, nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa sông nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết qua môn thể thao độc đáo, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Lần đầu tiên đua xuồng ba lá được tổ chức thành giải thi đấu trên cánh đồng đường tránh quốc lộ 91 thuộc ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đây cũng là địa phương có sông ngòi, kênh rạch, đồng ruộng chằng chịt và nằm trong diện đê bao xả lũ, vì thế rất phù hợp cho việc đua xuồng mùa nước nổi. Thì cái chiếc xuồng ba lá nó gắn với hình ảnh của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Thì chiếc xuồng ba lá cũng là một hình ảnh để mưu sinh cho bà con trong mùa nước nổi. Đồng thời trong thời điểm chiến tranh thì chiếc xuồng ba lá này cũng phát huy nhiều tác dụng, vận chuyển lương thực cũng như là vận chuyển bộ đội để qua sông để đánh giặc, để phát huy cái truyền thống nét đẹp văn hóa của chiếc xuồng ba lá này. Thì những dịp này thì xã Bình Mỹ sẽ chọn cái mô hình này để thực hiện nhằm phát huy cái hơn trong thời gian tới. Giải đua xuồng thi đấu theo hình thức một người chống, một người bơi có 40 đội ở các xã Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Long, Bình Chánh, Hội Nông Dân và huyện đoàn Châu Phú tham gia với 3 nội dung thi vòng loại cự ly 500m, đội 2 vận động viên một xuồng từ điểm xuất phát đến điểm đích, cự ly 1.000m, đội 6 vận động viên quay đầu về đích gồm đội 1 nam, 1 nữ một xuồng, chia làm 3 đợt đua, mỗi đợt 6 xuồng, chọn 2 xuồng nhất, nhì vào vòng chung kết. Đội 2 nam một xuồng, chia làm 3 đợt đua, mỗi đợt 6 xuồng, chọn 2 xuồng nhất, nhì vào vòng chung kết. 6 vận động viên nam một thuyền, gồm 4 đội, thi đấu loại trực tiếp, chọn nhất, nhì, ba và khuyến khích. Tổ chức cho đảm bảo trong suốt cái thời gian diễn ra cái giải đua xuồng mùa nước nổi này, thì trước tiên là xây dựng cái kế hoạch triển khai và chọn các cái nhân sự bà con dân là có cái truyền thống là đánh bắt cá trong mùa nước nổi. Cái thứ hai là phối hợp chặt chẽ với các ban ngành của huyện cũng như là chỉ đạo các ấp để tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn trên cả suốt cái thời gian diễn ra lễ hội cũng như là đảm bảo cái an toàn giao thông. Cái vùng này, cửa cánh đồng này là nó thuận lợi nhất và nó đẹp để vừa tổ chức cái giải đua xuồng mùa nước nổi thành công cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham quan. Có 16 giải thưởng dành cho 3 đội đạt giải nhất, 3 đội đạt giải nhì, 3 đội đạt giải ba và 7 đội đạt giải khuyến khích. Giải đua xuồng mùa nước nổi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây là dịp để giới thiệu hình ảnh quê hương, truyền thống văn hóa, con người của sông nước An Giang. Thấy là mấy anh em ơi, trời rất nhiệt tình. Hôm nay thì cái đội mình đạt giải nhất vậy thì anh cái cảm xúc như thế nào? Rất mừng. Hả? Mừng như thế nào? Trời bộ đúng hỏi là rất mừng và vui. À, vui sao? Dạ. Cái môn này nó có phù hợp với anh trong cái việc trọng thi đấu? Môn này là... Bình thường thì công việc anh làm là gì? Công việc em làm vườn. À, anh em chơi ở Bình Thủy là truyền thống đó giờ. Nhưng mà hồi đó giờ anh có bơi xuồng ra sông nào không? Có, dạ, có, từng có luôn. À, có bơi xuồng ra sông luôn. À, như vậy thì anh thấy cái môn giải bơi đua xuồng này nó thú vị như thế nào? Thú vị là mùa nước nổi là chơi rất vui.
Để tổ chức thành công giải, trước đó ban tổ chức đã triển khai kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên và các điều kiện khác để các đội tham gia tập luyện, phương án cứu hộ trong quá trình đua. Lần đầu tiên hình ảnh xuồng ba lá có mặt trong giải thể thao mang tính dân gian, quần chúng, thu hút nhiều cổ động viên và vận động viên kết bè chuối, chạy nổi trên cánh đồng để cổ vũ. Phần cuối của chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khoảng 0 giờ ngày 22 tháng 10 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe khách giường nằm. Nguyên nhân là do một xe giường nằm chạy lấn làn, đâm vào xe đang chạy theo hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên 4 xe khách giường nằm có khoảng 100 hành khách. Vụ tai nạn khiến 3 hành khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều hành khách bị thương nhẹ, được đi chữa trị tại trạm y tế địa phương. Phản ánh khán giả Nguyễn Đăng có số điện thoại 0864 3 số cuối 421. Tình trạng người dân thả bò đi rông gây nguy hiểm giao thông trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, dù đã được ngành chức năng thành phố Nha Trang nghiêm cấm và xử phạt. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn luôn tái diễn. Hàng ngày vẫn xuất hiện nhiều đàn bò đi nghênh ngang, cản trở các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Phản ánh khán giả Vũ Văn Hội, số điện thoại 0904 3 số cuối 914. Nhiều năm trở lại đây, tình trạng mặt đường tuyến quốc lộ 1A qua nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên bị hư hỏng, bong chóc, hằn lún vệt bánh xe gây mất an toàn giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ sự di chuyển của các phương tiện và ảnh hưởng thời tiết. Đặc biệt sau các trận mưa lớn thì bề mặt quốc lộ 1A xuống cấp càng nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị hư hỏng, nứt vỡ kết cấu, ổ gà, ổ voi tạo nên những rãnh khá sâu. Phản ánh khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Trong các loại tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm có nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm hình sự, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, kiên quyết với tệ nạn mại dâm, trong đó đã triệt xóa nhiều ổ mại dâm hoạt động phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của khán giả Trần Thị Tím có số điện thoại 0914 3 số cuối 854. Mắm cáy là loại mắm chỉ nổi tiếng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy chỉ là một món ăn dân dã, nhưng lại không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người dân một số tỉnh phía Bắc. Mắm cáy hấp dẫn bởi hương vị đậm đà. Nếu ai đã từng nếm thử một lần đều khó mà quên được. Làm mắm cáy cũng như các loại mắm khác, phải có tay nghề thì mắm mới ngon và không bị hư. Cách làm mắm cáy sao cho ngon, đậm đà mà không bị mùi, không phải ai cũng biết. Phản ánh của khán giả Minh Vũ, số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Chiếc xuồng ba lá là hình ảnh rất gần gũi, vô cùng quen thuộc, gắn liền với cuộc sống người dân Nam Bộ. An Giang mùa nước nổi lại về, hình ảnh đua xuồng trên những cánh đồng là hoạt động thể thao hấp dẫn không thể thiếu nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa sông nước, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết qua môn thể thao độc đáo hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Chia sẻ của khán giả Bảo Phúc có số điện thoại 0939 3 số cuối 656. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email góc nhìn khán giả@vtc.gov.vn
hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.